Chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã trở lại channel của mình. Nay mình đang ở dưới vườn, mình làm cái video clip để chia sẻ với anh em cái cách mà mình cắt tỉa những cái cây bàn đài loan nhé. Đây, đây là một cây bàn đài loan mình chuẩn bị đánh đi trồng này. Đấy. À, đây là những cái vết mà mình vừa cắt xong. Mình sẽ để cái tán nó cao lên phía trên này. Và còn những cái tán ở dưới thấp mình sẽ bỏ. Đó. Như vừa rồi là mình vừa cắt đấy. Đây, gọi như cây này chẳng hạn, tán dưới này rất chìa thấp, các bạn thấy không? Mình sẽ cắt bớt nó đi. Mình sẽ cắt bớt nó đi để cho nó thoáng cây và cây nó sẽ rất chìa đẹp. Thẳng, đẹp. Và những cái cành này mình cũng sẽ cắt đi này. Rồi, hiện tại thì nó hơi cao. Giờ mà cắt thì phải với, nên là mình sẽ để cắt nó sau nhé. Mình sẽ cắt những cái cành này trước. Tất cả những cái cây mà đánh dấu dây này là mình chuẩn bị đánh đi này. Đây, những cành rất thấp mình sẽ bỏ đi, bỏ hết nó đi. Đấy, các bạn thấy không? Nhìn cây nó rất là thoáng và cao. Những cái cây này cũng vậy, mình sẽ cắt bỏ những cành dưới đi. Cây nó sẽ rất thoáng. Đây. Cắt bỏ hết những cành dưới đi để cho nó thoáng. Đây. Ok, vậy thôi. Rất chi là đơn giản. Anh em, các bạn thấy không? Cây nó rất chi là thoáng. Cây này. Thoát thân, cao. Nhìn cây nó rất thoáng. Thoáng không? Quá là ok luôn. Cái cành này cắt đi chứ để làm quá thì chúng ta nhỉ? Cái cành thấp này. Cắt trên nó có tán nó còn đỡ hơi có cây là như cái này không cắt đi cứ lên cái trên. Cũng chả sao. Nhìn nó hơi chọc thôi nhưng mà vẫn được. Trong cái video này mình chia sẻ với các bạn cái cách mà hướng dẫn các bạn cái cách mà cắt tỉa cái cây bàn đài loan làm sao để cho nó đẹp nhất để mình đi trồng các bạn nhé. Ok, giờ mình xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video sau.